Theo bạn, đời người có mấy lần được làm tâm điểm trọng đại? Tất nhiên, tùy quan điểm mà các dịp trọng đại lại được quy ước khác nhau. Nhưng nhìn chung, có 3 nghi lễ quan trọng đối với cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Đó chính là lễ thôi nôi, lễ cưới và cuối cùng là tang lễ. Thế nhưng, trên thực tế, chỉ có một dịp lễ duy nhất mà mỗi con người chúng ta có thể khẳng định được sự hiện diện và sự chủ động của bản thân mình, không thứ gì khác, đó chính là hôn nhân, cưới hỏi. Có lẽ chính bởi hôn nhân là dịp lễ trọng đại mà con người hoàn toàn có thể tự chủ, nên hôn nhân cũng được chú trọng bậc nhất trong khâu tổ chức để không để lại bất kỳ tiếc nuối gì trong đời người. Bởi vậy mà, trong phong tục tập quán, hôn nhân cũng được gắn liền với những nghi lễ phức tạp nhất cũng như hàng loạt điều kiêng kỵ khác nhau, đặc biệt là với người xưa. Với chủ đề cưới xin nhưng ở thời xa xưa đầy bí ẩn và thú vị, Spiderum tin rằng tác giả Vi Ha đã đem đến 7 khái niệm rất lạ nhưng cũng rất kỳ thú qua bài viết 8 chuyện chơi chơi về một số quan niệm trong hôn nhân Việt Nam thời trước. Link bài viết chúng mình sẽ để trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì đi đám cưới thôi. Trong Hán ngữ, hôn nhân có nghĩa là việc trai gái lấy nhau làm vợ chồng. Xét về từ nguyên, thừ hôn tức là lấy vợ hay chồng trong tiếng Hán gồm có hai chữ kết hợp theo lối hài thanh, đó là nữ tức con gái đi đôi với hôn mang nghĩa trời trạng vạng tối. Thuyết văn giải tự có viết: thủ phụ dĩ hôn thời cố viết hôn, tức là lấy vợ lúc trời tối cho nên gọi là hôn. Vậy tại sao người xưa lại có quan niệm lấy vợ lúc trời tối? Dựa vào thuyết âm dương, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng muôn vạn vật trong vũ trụ đều có sức kết hợp giữa hai mặt đối lập là âm và dương. Cụ thể ở đây, nữ là âm và nam là dương. Hoàng hôn là giai đoạn lúc mặt trời lặn xuống, mặt trăng bắt đầu mọc lên, đó chính là lúc âm, dương giao hòa với nhau. Tổ chức lễ cưới trong giai đoạn này là một điều rất hợp lý. Thứ hai, có ý kiến cũng lý giải rằng hai người cưới nhau thì tức là chú rể cướp cô dâu khỏi nhà cha mẹ cô. Trong sách Lễ Ký, Tăng Tử Vấn có ghi, Khổng Tử nói, nhà gái ba đêm không tắt đến vì nghĩ đến sự xa cách nhau vậy, nhà trai ba ngày không cử nhạc vì nghĩ tới người thân cô dâu sẽ kéo đến vậy. Mà đã là cướp cô dâu thì tất nhiên không thể cướp vào ban ngày được, mà dứt khoát là phải là sau lúc hoàng hôn. Trên đây là chút lý giải vui vui về từ hôn nhân thôi, chứ các quan niệm hôn nhân từ thời ông bà anh có vui như vậy không thì cùng xem tiếp nha. Hẳn tảo hôn không phải là một khái niệm xa lạ đối với những khán giả đang xem. Tảo hôn là trường hợp kết hôn trong đó cô dâu và chú rể hoặc một trong hai người là trẻ em hoặc là người chưa đến tuổi kết hôn mà thông thường là chưa tới tuổi dậy thì. Đúng thế, dĩ nhiên ngày nay luật pháp đã nghiêm cấm tảo hôn vì những hệ lụy nặng nề mà nó gây ra. Tuy nhiên, ở thời trước, tảo hôn được xem là chuyện bình thường cân đường hộp sữa, xuất phát từ một số nguyên nhân như sau. Thứ nhất, luật pháp không ngăn cấm tảo hôn. Vậy nên, nó ủng hộ cho điều thứ hai là người xưa quan niệm độ tuổi đẹp nhất của con gái là tuổi trăng tròn, tức 16-17 tuổi, mà tâm lý các chàng trai lúc bấy giờ rất muốn lấy vợ nhỏ tuổi hơn cho phải phép, như câu ca dao chồng già vợ trẻ thì xinh, vợ già chồng trẻ như chỉnh mắm nêm. Và thứ ba, tâm lý cha mẹ sợ con gái ấy chồng nên nếu thấy được là gả đi ngay chứ không đợi đến tuổi thành niên. Ví dụ ở đâu không xa, ngay trong hàng vua chúa, quan lại, trí thức cũng thường cưới vợ nhỏ tuổi, chẳng hạn như Trần Cảnh tức vua Trần Thái Tông ta cưới Lý Chiêu Hoàng hay công chúa Phật Kim lúc hai người mới 8 tuổi, hay bà Phạm Thị Hằng mẹ của vua Tự Đức đã tiến cung lấy thái tử Miên Tông tức vua Thiệu Trị lúc bà mới 14 tuổi. Một trường hợp nữa là tảo hôn ngược, có nghĩa là cậu con trai còn nhỏ cưới vợ lớn hơn nhiều tuổi, có khi là gấp rưỡi. Trường hợp này thường xảy ra ở những gia đình giàu có chỉ có một cậu con trai. Điều đó đã thể hiện qua bài ca dao sau: bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng, chị em ơi cho tôi mượn cái gàu sòng để tôi tắt nước múc chồng tôi lên. Lý giải cho điều này, có thể bàn tới lẽ thường tình bấy giờ là các gia đình giàu có muốn cưới vợ lớn hơn tuổi cho cậu con trai để có người chăm sóc cho cậu ta học hành ăn uống, và cũng là vì nhà có thêm người làm các công việc gia đình. Cô vợ này thường là những thiếu nữ nhà nghèo chấp nhận làm dâu nhà giàu kiêm chức vụ vú em và làm việc nhà. Lẽ đương nhiên khi chàng trai trưởng thành nhan sắc cô gái cũng tàn phai, chàng ta sẽ cưới vợ lẽ trẻ đẹp. Chắc hẳn các bạn cũng đã quen với những câu chuyện liên quan tới xem bói, tuổi kết hôn ở Việt Nam. Người Việt thường tin vào sự tốt, xấu của tuổi nam nữ kết hôn, nên trước khi kết hôn, gia đình nhà trai thường đến gặp thầy để coi xem tuổi đôi trẻ lấy nhau tốt hay là xấu. Khi tuổi của họ lấy nhau được tốt thì gia đình yên tâm tiến hành hôn lễ như bình thường, nhưng gặp tuổi đôi bên kỵ nhau, thường gia đình sẽ ngăn cấm.
Nhưng khi họ lại quá thương nhau và nhất quyết lấy nhau, nếu không thuận theo đôi trẻ, có khi hậu quả sẽ khôn lường, nên cha mẹ phải làm cho đám cưới. Trường hợp này, các thầy coi ngày, thường bày cho gia đình. Khi làm lễ thành hôn cho đôi nam nữ vẫn tổ chức trước bàn thờ tổ tiên, nhưng không lên đèn, không thắp hương cáo bạch tổ tiên, đôi nam nữ cũng không lạy tổ tiên. Quan niệm về tuổi kỵ đến ngày nay vẫn còn. Ngoài việc xem tuổi cô dâu chú rể, người ta còn xem tuổi của dâu, rể có hợp hay kỵ gì với ông bà già chồng, ông bà già vợ không. Tôi từng nghe kể một câu chuyện như thế này. Cô dâu nhà kia tuổi Dần, kỵ với mẹ chồng tuổi Hợi, sợ rước hổ vào nhà sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền tài của mẹ chồng, nên người ta treo một miếng thịt lợn ở trước cửa phòng mẹ chồng ngay trong ngày rước dâu về, cốt là để Dần thấy mùi ngon mà tha cho Hợi. Đối với việc có bầu trước ngày cưới, trường hợp này, ngày xưa người ta cho là con cháu đã qua mặt tổ tiên, chưa có lễ cưới, lại cáo bạch tổ tiên mà đã lấy nhau, nên khi rước dâu về đến ngõ nhà trai, họ không cho cô dâu đi vào nhà bằng ngõ chính phía trước, mà bảo cô dâu phải vào nhà bằng ngõ sau, rồi đi lên phía trước, đến bàn thờ tổ tiên để làm lễ. Người ta coi đây là hình thức phạt cô dâu đã làm cái việc ứng trước, không giữ được trong trắng cho đến ngày cưới, mà đã phá lệ, dám đi tắt về ngang, nên ngày cưới không được vinh dự rước vào ngõ chính. Khi làm lễ thành hôn cũng kiêng kỵ mà không cho lên đèn. Ngoài ra, người xưa tin rằng người ngoài đến sinh nở trong nhà mình thì nhà sẽ gặp xui xẻo, tai ương, làm ăn thất bát. Nhưng ngược lại, người ngoài qua đời trong nhà mình thì nhà đó sẽ gặp may mắn, an lành, làm ăn phát đạt. Nên tục ngữ có câu, sinh dữ tử lành. Khi cô gái đã mang thai với con trai mà chưa qua lễ cưới, nhà trai vẫn coi người con gái đó là người ngoài, nên kỵ người ngoài có mang vào nhà mình sinh con, sợ rằng nhà mình sẽ gặp nhiều khó khăn, làm ăn không lên. Cho nên, cha mẹ chú rể phải cho cô gái đi vào ngõ sau rồi mới lên nhà trên để làm lễ. Có nghĩa là cô dâu đã xông đất nhà dưới hay nhà hậu rồi mới lên nhà trên hay nhà chính để làm lễ cưới. Coi như cô dâu đã ở trước trong nhà mình để giải cái điều kỵ người ngoài đã mang thai vô nhà mình sinh con. Thời xưa có bầu trước khi cưới là bị của quạt đủ điều, chứ ngày nay người ta cởi mở hơn rất nhiều. Một người anh tôi quen còn kể với tôi, bố mẹ của bạn anh ấy bảo là bây giờ chị bạn gái có thai thì hai bác mới cho cưới, bởi người lớn sợ đôi trẻ ham mê sự nghiệp bỏ bê chuyện sinh con, cũng sợ hai đứa có vấn đề gì về đường sinh sản. Bởi vậy khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân các kiểu xong là bắt phải có bầu liền, người lớn muốn chắc kèo rồi mới cho cưới. Như đã nói ở trên, đám cưới được diễn ra hay không còn tùy thuộc vào tuổi của đôi nam nữ có được năm tốt để cưới hay không. Có khi hai tuổi gặp mấy năm xấu liền kỵ cho hôn nhân. Nếu được năm cưới tốt và họ cũng đã chuẩn bị cho đám cưới, không may trong nhà lại có ông, bà hay là cha mẹ qua đời theo đạo hiếu, thì họ phải tạm dừng đám cưới để lo chịu tang cho trọn đạo làm con cháu. Nhưng chờ cho hết tang để cưới thì có khi lại gặp những năm xấu liên tiếp không cưới được, hôn nhân sẽ phải chờ đợi lâu. Vì vậy, cưới chạy tang là một trường hợp đặc biệt bất ngờ, ngoài ý muốn của hai gia đình và của đôi nam nữ, nên hai gia đình sẽ xem xét mà cho đôi nam nữ làm lễ thành hôn trước khi liệm và nhập quan người đã mất. Lễ thành hôn được làm đơn giản, chỉ cần ông nội hay người cha hoặc người gia trưởng tộc hay người cao niên trong họ nhà trai đứng chủ hôn, thắp hương khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, rồi hướng dẫn cô dâu chú rể cùng lễ lạy tổ tiên. Như vậy, hôn lễ đã thành. Sau đó, vợ chồng được phép để tang người mất. Cưới chạy tang không được tổ chức tiệc vui mừng. Khi chưa nhập quan, người ta coi người chết vẫn đang còn sống, không kỵ gì cho việc cưới. Nhưng trong nhà đang có ông, bà hay cha mẹ qua đời là một nỗi buồn lớn cho gia đình. Con cháu phải tập trung lo tang lễ cho người đã khuất. Dù gia đình có châm chế cho đôi nam nữ làm lễ thành hôn chạy tang thì cũng không thể nào cho tổ chức tiệc cưới vui mừng được. Đó là đạo lý về sự hiếu nghĩa và lễ nghi mà cũng hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình khi nhà đang có việc đau buồn. Trong một gia đình, người ta không cưới vợ cho hai người con trai hoặc gả chồng cho hai người con gái trong cùng một năm, nhưng có thể cưới vợ cho một người con trai và gả chồng cho một người con gái. Quan niệm này không xuất phát từ những điều kiêng kỵ trong niềm tin tâm linh mà xuất phát từ thực tế đời sống kinh tế của gia đình, rồi về sau thành thói quen mà dân gian coi là điều kiêng kỵ. Với cuộc sống người xa xưa, việc làm ăn đều nhờ vào ruộng đất và tùy thuộc vào thời tiết khí hậu, nên đời sống rất vất vả và khó khăn, thường thiếu trước, hụt sau. Chẳng mấy nhà có được cuộc sống dư giả. Muốn cưới vợ cho con, gia đình cũng phải chuẩn bị trước, lo dành dụm một số tiền để mua sắm nữ trang, lễ vật, tiền bạc nạp cho nhà gái và tổ chức đám cưới, nên rất tốn kém.
Vừa chi phí cho lễ tiệc nhà trai, vừa chi phí cho lễ tiệc nhà gái là một gánh nặng quá lớn đối với nhà trai. Cho nên dân gian mới có câu cưới con dâu sầu con mắt, nghĩa là cha mẹ phải lo chạy vạy tiền bạc để cưới vợ cho con, lo quá không ngủ được nên nỗi hai mắt phải sầu vô luôn. Bên cạnh đó còn phải lo chỗ ăn chỗ ở cho đôi vợ chồng trẻ. Còn việc gả con gái về nhà chồng thì bên nhà gái không tốn kém gì bao nhiêu, đã có nhà trai đi lễ vật, tiền bạc để chi phí cho đám cưới, gia đình nhà gái chỉ lo thêm một chút nữa thôi, lại không phải lo chỗ ăn, chỗ ở và không phải nuôi vợ chồng của người con những năm mới cưới. Nên nhà gái không gặp khó khăn gì nhiều trong việc gả hai con gái lấy chồng trong một năm. Nhưng về tâm lý, gả hai con gái đi lấy chồng trong một năm, nhà sẽ giảm bớt nhiều người làm, cảm giác trống trải vắng vẻ làm cho cha mẹ nhớ con dễ sinh buồn rầu. Hơn nữa, cũng ngại miệng người đời đàm tiếu là nhà không nuôi nổi hai đứa con gái, hoặc hai đứa con gái có vấn đề không ổn nên mới phải gả gấp cả hai đứa trong một năm như vậy. Cho nên, việc gả hai con gái lấy chồng trong cùng một năm, theo ông bà ta xa xưa, tuy không phải xuất phát do gánh nặng kinh tế gia đình, nhưng để tránh lời dị nghị đàm tiếu, các bậc phụ huynh cũng không muốn và cho là việc không nên. Tuy nhiên, trong một năm, người ta có thể cưới vợ cho một con trai và gả chồng cho một con gái, tức là có rước về và có gả đi. Về mặt tiền bạc, cha mẹ chỉ nặng lo chi phí cho đám cưới con trai, phần đám cưới con gái chi phí có nhà trai hỗ trợ nên cha mẹ sẽ nhẹ hơn, nên có thể lo liệu sắp xếp được. Về tâm lý, rước về một con dâu, gả đi một con gái, một về, một đi là huề, không có gì phải kiêng kỵ. Đối với xã hội cũng thuận, không có gì phải ngại người ta đàm tiếu. Việc hôn nhân còn tùy thuộc vào tuổi của đôi nam nữ được năm tốt mới cưới. Trong gia đình có con trai sắp cưới vợ và con gái sắp gả chồng mà cả hai cùng gặp một năm tốt, người ta vẫn có thể tổ chức cưới vợ cho con trai và gả chồng cho con gái trong cùng một năm đó, chỉ cần là chọn khác tháng mà thôi. Hôn nhân ngày xưa thường do người mai mối, nên có khi nhà trai chưa biết mặt cô gái, thành ra mới có lễ dạm, nôm na gọi là ra mắt, để nhà trai biết mặt con dâu tương lai. Bởi vì lo cô chị lớn tuổi khó lấy chồng nên có trường hợp nhà trai đến coi mắt thì nhà gái đưa cô em ra gặp mặt, nhưng khi đưa dâu về nhà chồng thì lại là cô chị thay thế, đặt hôn nhân vào tình thế chuyện đã rồi, trường hợp này gọi là cháo hôn. Hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt, trai gái phần lớn chưa được quen nhau trước nên tình yêu chưa có dịp thể hiện sâu đậm trước khi kết hôn. Khi cưới nhau rồi, vợ chồng ăn ở với nhau, tình yêu mới đến. Vì vậy, dù nhà trai biết nhà gái có cháo hôn, nhưng đã lỡ rồi và vì danh dự gia đình, nhà trai cũng không muốn làm to chuyện trong lễ cưới vì sợ người ta chê cười. Còn chàng rể thấy sắc diện cô chị cũng không kém cô em là mấy nên đành chấp nhận cô chị. Nhưng cũng có trường hợp chàng trai quen biết và có tình cảm với cô em, đi hỏi cô em làm vợ, đến lễ cưới lại bị nhà gái cháo cô dâu cho chị làm cô dâu. Vì danh dự gia đình, lễ cưới vẫn cho tiến hành, nhưng sau lễ cưới, chàng rể không chịu ngủ cùng với cô vợ. Điều này làm cho cô vợ mang tiếng có chồng mà cũng như không, đưa cô vợ đến tình thế ở bên nhà chồng cũng không được, mà đi về nhà cha mẹ ruột cũng không xong. Cuối cùng, hôn nhân đổ vỡ, làm cuộc đời cô gái cháo hôn chẳng còn lấy ai được nữa, rơi vào chỗ hẩm hiu bi đát. Giờ tí là từ 2-3 giờ cho đến 1 giờ sáng. Theo quan niệm ông cha ta, con người lao động ở ngoài đồng dưới cái nắng, cái mưa rất vất vả, từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, làm hao tổn nhiều sức lực nên cần có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đôi vợ chồng mới cưới họ rất hăng hái trong tình yêu, nhưng ban ngày vợ chồng lo làm việc nặng nhọc ngoài đồng, đến tối họ mới có thời gian để gần gũi. Nếu đôi trẻ nhiệt tình quá mà ân ái lúc đầu hôm, khi sức lực lao động cả ngày đã hao tổn quá nhiều mà chưa hồi phục thì rất dễ bị kiệt sức, có hại cho sức khỏe. Nhất là người chồng sức lực chưa ổn mà đã ân ái với vợ sẽ dễ bị thượng mã phong, rất nguy hiểm, hoặc bị hạ mã phong, sinh bệnh khó chữa. Nhẹ hơn thì bị thương phòng, người cứ uể oải, dã rời kéo dài. Người xưa cho rằng phụ nữ kỵ ân ái sau khi mới sinh đẻ vì sức lực bị hao tổn, còn người đàn ông kỵ sau khi mới lao động nặng nhọc, sức lực chưa hồi phục. Nếu vì sức khỏe yếu ớt mà vợ chồng gần gũi nhau rồi dẫn đến hậu quả nặng nhất là tử vong, trường hợp này người ta gọi là phạm phòng. Vì vậy, để tách người con trai ngủ riêng với vợ lúc đầu hôm, bên cạnh buồng ngủ của đôi vợ chồng trẻ sẽ là giường ngủ của người mẹ chồng. Người mẹ ở đó để ngầm nhắc con trai không được vào ngủ sớm với vợ mà phải đợi đến nửa đêm giờ tí mới được vào buồng. Do đó, người vợ trẻ sợ chồng ngủ quên, nàng sẽ mượn tiếng chuột kêu để nhắc chồng về cuộc hẹn. Đến giờ tí canh ba thì chàng nhớ mà vào. Từ đó có bài ca dao, chuột kêu chú chít trong giương, anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay. Quả thực, người Việt Nam vốn vô cùng coi trọng chuyện hôn nhân. Dần dần coi cưới xin là một trong ba việc lớn của đời người khi nhấn mạnh trong câu tậu trâu cưới vợ làm nhà.
cả ba việc ấy thật là khó thay. Hôn nhân không đơn thuần là việc hai người lấy nhau, mà là việc của hai bên cha mẹ, hai dòng họ dựng vợ gả chồng cho con. Trong vài thập niên qua, hôn nhân và gia đình Việt Nam đã trải qua nhiều biến chuyển, từ kiểu mẫu truyền thống sang kiểu gia đình với những đặc điểm hiện đại. Có nhiều quan niệm về hôn nhân trước đây đến ngày nay vẫn còn duy trì. Bên cạnh đó, nhiều quan niệm được xem là lạc hậu đã không còn tồn tại nữa. Còn bạn, bạn đã bao giờ bắt gặp những quan niệm trên trong thực tế cuộc sống hàng ngày chưa? Cùng comment chia sẻ để thảo luận với Spider Room nha. Và đừng quên subscribe cho kênh của chúng mình để đón xem nhiều content hay hơn về ngành tài chính, kinh tế, đến cả lịch sử, văn hóa, xã hội nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại trong những video lần tới. Peace!